Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, là một trong ba giải pháp đột phá để phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ vùng trung tâm thành phố đến các xã vùng nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt, tạo sự phấn khởi cho người dân. Phóng sự sau đây sẽ giới thiệu cùng quý vị. Với mục tiêu quy động nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã, ban hành và thực hiện cơ chế chính sách để quy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai, doanh nghiệp và nhân dân, cơ chế chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đối với hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành nâng tải trọng cầu ở các tuyến đường trọng yếu, đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm làm động lực để tăng tốc phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, các huyện và thành phố Tây Ninh cũng tranh thủ các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, quy động các nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng, lựa chọn các công trình vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân để ưu tiên đầu tư. Từ đó, việc xây dựng kết cấu hạ tầng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện, tạo điều kiện cho Tây Ninh phát triển nhanh. Năm 2019, đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện được gần 34.000 tỷ đồng, bằng chiếm hơn 42% GRDP, tăng 22% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực dịch vụ thương mại, đã đưa vào hoạt động dự án khu CD chợ Long Qua, dự kiến hoàn thành xây dựng dự án siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu và thị trấn Tân Biên do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mời gọi đầu tư dự án siêu thị tại thị trấn Bến Cầu, dự án trung tâm thương mại khách sạn tại thị trấn Gò Dầu. Rồi đường xá giao thông, rồi là các cái công trình dân sinh công cộng, đường xá thì phải được lên khang trang, sạch đẹp, không còn xình lầy. Vừa qua đó chúng ta là xây dựng được những cái trường học, rồi là đường xá nó khang trang. Trước đây là lầy lội không, bà con nó chưa có hồi nào mà có, cho đến ngày nay có cái ngày nay là lịch sử như thế. Tây Ninh đang đổi thay từng ngày. Bên cạnh những tuyến đường khang trang, nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Tỷ trọng nông lâm thủy sản chiếm 25,5% trong GRDP theo giá so sánh năm 2010. Nông nghiệp của Tây Ninh đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa. Trên khắp các cánh đồng hôm nay, đầu cũng bạt ngàn một màu xanh của mía, mì, cao su, của những cánh đồng lúa, bắp, đậu phộng, bưởi, khóm, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chế biến của các nhà máy. Người nông dân Tây Ninh đã chuyển từ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa, có nhiều cánh đồng mía đạt năng suất trên 100 tấn một hecta, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ra đời, các trang trại, các mô hình chăn nuôi mới cho hiệu quả cao lần lượt được người dân đưa vào sản xuất. Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh được triển khai, nhiều nông dân và doanh nghiệp tham gia. Đời sống người dân được nâng lên, GRDP bình quân đầu người trong năm 2019 đạt 2.940 đô la Mỹ. Đầu tư hạ tầng nông thôn cũng là một trong những mục tiêu được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các chương trình khác, năm 2019, Tây Ninh đã xây dựng hơn 206 km đường nông thôn, kiên cố hóa hơn 14 km kênh nội đồng, xây dựng 64 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp 13 trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã. Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 6 xã nông thôn mới, nâng số xã nông thôn mới lên 42 xã. Huyện Hòa Thành là đơn vị cấp huyện có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cơ bản mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề ra trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là phấn đấu đến năm 2020 có 53 trên 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 18 xã biên giới, chiếm 66,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Bình quân tiêu chí đạt được trên toàn tỉnh là 16,8 tiêu chí một xã, không có xã dưới 10 tiêu chí. 100% số xã biên giới đạt các tiêu chí nông thôn mới về hệ thống chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 50 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,3%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 81%, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 99%.
Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh, công tác xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh đang có sự chuyển biến tích cực, nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn thách thức như quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới chưa tạo sự đột phá rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của các xã. Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh có những nội dung không cần nhiều vốn đầu tư nhưng yêu cầu đạt chuẩn cao như y tế, môi trường, bình đẳng giới, nhưng một số địa phương chưa chủ động triển khai thực hiện. Tây Ninh còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh hạn chế, nhưng với nỗ lực chung của các cấp chính quyền, sự chung sức của nhân dân, người dân vùng nông thôn Tây Ninh có quyền hy vọng vào một nông thôn trù phú. Ở đó, cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng đủ các nhu cầu về đời sống và sinh hoạt của người dân. Đó cũng chính là mục tiêu mà Đảng bộ Tây Ninh qua các nhiệm kỳ đã đặt ra, đưa Tây Ninh vươn lên phát triển và hội nhập. Quý vị thân mến, chương trình Hành trình phát triển kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.